Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Syndicate. Mình là Hugh Béo. Ở cái nhiệm vụ đợt trước là chúng ta đã giúp cái ông Henry là bảo vệ cái cửa hàng, cũng như là nghe ông ấy giới thiệu qua về cái bối cảnh London hiện tại đang tình hình đang xảy ra, kiểu cái đang bị chiếm bởi cái bọn Templar, nên là chúng ta sẽ là người về khơi mào cái cuộc chiến với bọn đó. Thì trước tiên là chúng ta sẽ phải bản thân thằng Jacob sẽ phải đi kiếm một vài cái băng đảng gọi là cái bọn The Rooks, còn bản thân cái bà chị thì sẽ phải đi kiếm cái mảnh ghép của Eden. Thì mình nghe ở cái tập trước là mỗi người có một kế hoạch riêng, thì mình hiểu theo ý nghĩa như vậy thôi. Rồi, ok man. Rồi, mình sẽ từ từ xem đồ đạc như thế nào. Các bạn thấy các bạn cũng nói về cái vấn đề đồ đạc ở trong này. Rồi, chúng ta đang ở màn hình bên menu để xem nào chúng ta có những cái gì ở đây. Xem là đây là giới thiệu về các cái nhân vật. Rupert Ferris, đây là những người mà chúng ta đã giết rồi. Lucy Thorn, đây những người mà chúng ta đã gặp rồi. Ok, còn đây inventory đây rồi. Oh shit, để xem chúng ta có những cái gì ở trong này. Wow, này là nhân vật, nghĩa hai nhân vật trong game chúng ta đều mỗi người có một cái vũ khí riêng. Cái ông Jacob này thì có cái knuckles, thì cái knuckles các bạn hiểu cái găng để đấm nhau ấy, nó không hẳn là một cái găng mà mình cũng không biết gọi nhào nữa. Đây, và chúng ta có thể, chúng ta thậm chí có thể có cái này luôn. Oh man, đẹp vãi. Cái bản của mình cũng có, mình mua cái bản cũng có unlock một số thứ, có một số thứ khá là đẹp. Cái này đẹp vãi. Đấy, cái này là chúng ta phải level 3 mới mặc được. Oh man, dao dùng này đẹp vãi đây. Đây mình sẽ thôi, chắc là kiểu có hai cái lớp nhân vật thì mỗi nhân vật một, mình muốn cho kiểu mỗi nhân vật có một cái đặc trùng riêng ấy, nên mình nghĩ mình sẽ cầm cái găng tay thay vì là cái gậy nửa kiếm này. Cái này không biết là dao hay là kiếm nữa, nhìn nó khá là ngắn. Ok, mình sẽ này nhé. Cái này chúng ta đeo sẵn rồi, chúng ta chỉ có upgrade và chúng ta chỉ nâng cấp lên thôi. Đây, còn mấy cái găng này là nó là thuộc cấp 3, level 3 rồi thì chúng ta chưa thể mặc được. Cái này chúng ta vẫn có thể nâng cấp được lên tiếp à. Cái này level 7 và cần đến 7.000 bảng Anh, khá là đắt. Để sang tem có gì. Oh shit, cái găng này hidden blade ngon vãi, đều tất cả là đều cấp 3 trở lên. Oh my god, vậy là những cái đồ hiện tại chúng ta cầm là chỉ có thể nâng cấp được lên thôi. Mình sẽ upgrade. Thấy nhiều bạn bảo cái phần này có khá là nhiều đồ đẹp, mình cũng muốn đồ đẹp này. Đây chúng ta có súng nữa. Đây, súng này là tí nữa mình sẽ ra mình nghiên cứu xem cái súng này lấy ở kiểu gì, bởi vì nó có cái chữ Uplay. Mình sẽ ra Uplay mình mở khóa xem có được không. Ok, hiện tại chúng ta đang cầm cái khẩu mặc định. Đây, mình cũng sẽ nâng cấp lên luôn. Không biết có hết tiền không ta, còn rất là nhiều đồ đang trông chờ chúng ta. Ok. Xin lỗi bạn vì giọng mình hôm nay cũng có vấn đề, mình cũng đang bị cúm cả thứ, khổ quá. Đây là cái belt, là cái thắt lưng. Cái này chúng ta vẫn chưa lên level 2. Đúng rồi, chúng ta vẫn level 1 thế mới đau. Outfit. Shit, mấy cái này Edward, motherfucker. Mấy cái này là đều có từ cái bản mình có Go Edition. Đã thế, Edward từ Black Flag này. Bộ này là Dr. Daniels Carmans. Ông này mình không biết, bộ này mình không biết. Suave outfit, mình không biết bộ này. Huntsman's outfit, bộ này đẹp thế. Damn, Sherlock Holmes. Tiện thể cái bối cảnh này mình thấy cũng khá là giống bối cảnh ở Sherlock Holmes. Nếu bạn nào biết cái bộ phim đấy. Mình sẽ ra cái phần skill thử em. Đây, chúng ta hiện tại là chúng ta đang có 4 kỹ năng có thể nâng cấp. Để mình xem nào. Chắc mình vẫn sẽ nâng như cái bà kia, cái bà chị. Đây, À, nghĩa là cái kỹ năng này nó không chung được các bạn ạ. Nó không chung, mỗi người có một cái kỹ năng riêng. Ok, mình sẽ nâng vào Eagle Vision thứ 2. Và ông này chắc là tăng thêm tí máu. Còn một điểm nữa thì nên tăng vào đầu ta. Đấy, mình lên level 2 rồi. Và mình có thể qua mặc được cái đồ kia tiếp rồi. Đây là combo này. Đây là mở khóa này. Cái này cái gì đây? Stealth. Cái này mất 2 điểm assassin. Mất 2 điểm để có thể mua được. Thì chúng ta hiện tại chưa dùng được. Cái mấy cái dưới này đều mất 2 điểm. Thì nghĩa mình sẽ cộng cái ở trên này đi. Xem cái này nào. Rồi mình sẽ cộng vào cái này nhá. Cái này sẽ tăng cái gì đây? À, nghĩa là nó tăng cái thời gian mà để cho chúng ta đỡ bị mất cái combo. Nghĩa cái khoảng cách mà giữa mấy combo với nhau nó sẽ tăng thêm thời gian để chúng ta đỡ bị delay. Kiểu nếu mà delay nó sẽ mất combo, đây là nó sẽ tăng thêm thời gian để cho chúng ta có thêm thời gian chúng ta combo tiếp. Mình thấy cũng ok nhưng mà nó không có, chưa quan trọng lắm. Mình nghĩ là mình nên cộng vào cái này đi, combo 10 đi. Này combo 10 nó sẽ tăng thêm kiểu cái hiệu ứng chết chóc kiểu như đấy. Ok. Giờ mình sẽ qua mình mặc đồ cho Jacob. Cái găng này là thôi mình tạm thời mình đeo cái găng nhá. À quên, mình đeo cái găng đấm ấy. Nãy mình định lấy cái gì ta? Cái bell rồi. Đây. Đây. Cái bell này đẹp hơn này, đẹp hơn cái này. Defense và stealth cái này cũng tăng nữa. Ok. Mình sẽ upgrade lên luôn. Má đẹp vãi. Mặc dù trâu này vẫn hơi sida. Ok, vậy là mình nghĩ là bắt đầu từ cái tập này trở đi, nếu bạn nào có muốn mình trong cái quá trình mình chơi có thể là sẽ mở khóa được những cái trang phục kiểu như thế này. Thì hiện tại là tập này mình sẽ chưa mặc vội, nếu mà các bạn, mình sẽ để ý comment các bạn ở bên dưới, nếu các bạn muốn mình mặc trang phục mới thì các bạn hãy comment. Còn nếu các bạn không muốn mà vẫn giữ nguyên cái bộ nhếch nhác như này thì hãy comment bên dưới là xem các bạn muốn gì. Thì tập này hiện tại mình chưa mặc, mình sẽ xem các bạn comment và mình sẽ sang tập sau, mình sẽ đấy. Ok. Được rồi, mình nghĩ thế là đủ rồi. Ok. À, để xem nào. Chúng ta có thể chuyển nhân vật được luôn. Má đã. Rồi, tiện thể nâng luôn 2 ông bà. Xin lỗi các bạn vì cái đoạn này nó hơi mất thời gian một tí. Đây là cái mình đang nói đến này. Mỗi người có một cái kỹ năng riêng, một cái đồ riêng. Nhưng mà tiền lại chung, thế mới đau đấy. Má. Tiền lại chung, trời ơi. Cấp 3 mà chúng ta có thể hay mấy cái shit. Đây, bà này có thêm cái áo choàng chứ không phải như ông kia. Đây, bên này cũng thế. Cái này là Alice bên Unity. Bộ này là Nighthawk outfit. Ui, Luper Lady outfit đẹp ấy. Má thèm thật. Ok, vậy là mình sẽ quay về trở về. Nếu mà đã cho đổi nhân vật thoải mái này thì mình nghĩ là cứ mỗi nhiệm vụ mình sẽ đổi nhân vật. Các bạn ok không? Nếu mà mình sẽ nghe ý kiến của các bạn. Các bạn hãy comment bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo để xem nào. Coi nhá. Hiện tại ở đây chúng ta đang có 4 nhiệm vụ. Cái này là gì đây? Gang Straw Hole, Sequence 3. Cái này là nhiệm vụ cốt truyện này. Này là Sequence 3 luôn. Còn cái này Templar Hunt. Mấy cái nhiệm này chắc mình nghĩ là nhiệm vụ phụ. Các bạn biết tính mình rồi, mình khỏi bàn luôn đúng không? Mình sẽ làm nhiệm vụ chính trước. Cái này đang gần mình hơn thì chắc là mình qua chỗ này. Vì nó là chữ A. Mình nó thích chữ A. Bằng chữ cái xếp bên đầu. Hiện tại chúng ta đã tới rồi. Khá là ngắn. Với nhiệm vụ này sẽ là nhiệm vụ gì đây? Đây, bà chị đây rồi. Hello bà chị. Mới nhìn thấy bà chị xong. Rồi, nhiệm vụ này của chúng ta sẽ là Abberline We Presume. Rồi, chúng ta sẽ cái nhiệm vụ này nó sẽ là cái cặp đôi sát thủ này đang kiếm một cái ông surgeon, kiểu ông surgeon là kiểu sĩ quan hay là cái gì Frederick Abberline trong một cái khu, cái ngõ nào đấy. Ok. I don't see Mr. Abberline. Well, we tried. I may know a thing or two about that splendid fellow you're talking about. What's this? God's sake! Are you trying to blow the gaff? What? Sergeant Abberline, at your service. I presume you're the Fry Twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. Ok, mà chúng ta mới nói chuyện với cái ông công an này, policeman. Bây giờ là chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ phải là đi kiếm một cái bọn gang. Ai đánh tao à? Tưởng đánh tao mà dễ à? Láo vãi, ôn vật này. Kiểu như là ở cái nhiệm vụ trước là chúng ta cũng bản thân thằng Jacob này cũng phải đi kiếm bọn gang ấy. Nên là chúng ta phải đi kiếm mấy cái thằng thành viên của mấy cái hội gang đem về cho ông cảnh sát. Quietly, ông nhấn mạnh là quietly. Đây, chúng ta phải trèo lên đây để locate, kiếm xem có thằng nào ở trên không. À, vẫn phải xài Eagle Vision. Ok, simple as fuck. Coi nào. À, đây, tutorial hướng dẫn bắt cóc. Cái thứ nhất là cái gì đây? Khi mà đang không bị phát hiện mà đứng ở đằng sau một kẻ địch thì hãy bấm B để có thể bắt cóc được đối tượng. Đi từ từ gần kẻ địch và giữ cái khoảng cách, cái vòng tròn an toàn. Thì đi nhanh hơn thì sẽ khiến kẻ địch phát hiện bạn dễ hơn. Bấm E để có thể đẩy shove, kiểu đẩy cái nạn nhân vào một cái xe hoặc phương tiện nào đấy. Alright, cũng được cái chứ. Rồi mình sẽ xài Eagle Vision thôi mà. Rồi, xứng vai phải kidnap Homer Dalton. Homer Dalton là ai? Xem nào. Ồ đây, Homer Dalton. Và chúng ta phải mang cái thằng này về còn sống. Mình không biết cái điều này mình có thể làm được hay không nữa. Rất là khó. À, tự nghĩ cách xem nào. Mưu hèn kế bẩn. Khó quá nhờ. Xung quanh đều có lính. Đây rồi. Rồi. Ok, làm nhau để mang nó về đây. Vãi, cái thằng này xác, thằng này to xác mà nhìn mà nghe cái giọng ngu học vậy. Đây cái optional, cái nhiệm vụ optional của chúng ta là sẽ phải mang cái đối tượng. À, nghĩa là chúng ta có thể giết thằng này và mang về. Bring back the target alive. Rồi, chúng ta đã đang ra khỏi cái chỗ nguy hiểm rồi. Ok, hiện tại mình đã tới chỗ gần chỗ nhiệm vụ, mới giết được 2 thằng cảnh sai xong. Đây, chúng ta tới gần chỗ nhiệm vụ rồi. Đây à? Ok, chúng ta phải giải cứu và bảo vệ cái bọn Clinkers, giết được bọn trong này. Free à? Xem nào. Đấy, giết bọn này trước đã. Hai thằng nào ấy? Tự nhiên có hình cái mắt ạ. Mày hỗn với chị à? Hỗn với chị à? Xôi. Thanh trừng kinh vãi. Giết được 7 thằng rồi. Quánh cho chết như ngá ngoé luôn. Còn nào nữa ta? Còn 2 đứa ở dưới. Để mình sẽ lấy cái đồ dưới này á. Loot is everything. Rồi, thử stealth phát nào. Rồi. Lên đây mày. Solo. Solo. Chết cho em. Chết cho em. 9 đứa rồi, còn 1 đứa nữa đâu. Ủa, thằng này sao có cái hình gì đây? Hình màu xanh lá cây là sao? À đây, có một đứa ở trên cùng nữa. Không hiểu cái ông kia màu gì màu xanh nhỉ? Nó rồi, nó đâu rồi? Sniper. Ok. Sau vào đây là phải giết con này đầu tiên. Ồ, không để lên trên này. Treo lên mái nhà giết thôi. Yeah. Chết chưa em. Rồi, một nhiệm vụ nữa đã xong. Và cái nhiệm vụ optional chúng ta lại một lần nữa không thành. Rồi, để xem còn một cái nhiệm vụ cuối cùng đâu. Trong một cái đống này luôn. Ok, còn một nhiệm vụ cuối cùng chúng ta phải làm. You and your brother are attracting the wrong kind of attention. I would be careful. Yes, you should be, Mr. Caylock. As you like. À, thế không phải nhiệm vụ kia là nhiệm vụ chính, còn đây là cái nhiệm vụ cuối cùng chúng ta. Ơ, phải solo với thằng Mr. Caylock. Đánh nhau nè. Đánh nhau em nè. Đánh nhau nè, đánh nhau nè. Ui rồi, nó cầm gậy nó đánh kìa. Ui giời. Yeah, ôi recruit. Hãy về đội trụy em nè. Hãy về đội trụy. Còn ai về đội trụy nữa không? À bọn xanh xanh là đồng minh. Oh my god. Nó xanh xanh là bọn đồng minh. Có ai muốn theo đội trụy nữa không? Bọn này đi theo mình đã vãi. Giữ cái này được cái gì không? Đứng ở đây chờ hay sao? Đứng ngay chờ. Rồi, đứng ngay chờ. Còn bây giờ follow thử em à. Rồi, ngon, có đệ tử. Ok. Tự nhiên có thằng Caylock kia nãy giờ. Hay chúng ta vẫn phải đến làm cái nhiệm vụ này. Let's go. Mấy con đệ theo chị nhanh lên. Này kiểu di chuyển hơi khó. Tránh nha. Tới chưa? Đây à, ông em đây rồi. Ok, trước khi để mình xem là hết nhiệm vụ phụ chưa đã. Vậy là hết rồi đó. Rồi, tiếp. This place. It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara, Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. I need you to save them. A small favor. In return, we offer you intelligence, something you clearly need. Now, hold on a minute. I'm late for an appointment. What are these terms? We accept. Pleasure doing business with you. Vãi thật. Nãy chúng ta mới thương lượng với bọn trẻ con xong là có một cái mấy cái factory, mấy cái xưởng làm việc là chứa trẻ con ở trong đấy, là chúng nó phải lao lực rất là vất vả, bị sai vặt rồi sai khiến đủ kiểu mà lương trả rất ít. Nên chúng nó cần chúng ta cứu cái bọn trẻ con đấy ra thì chúng ta sẽ hoàn thành xong một cái nhiệm vụ cho bọn trẻ con. Mình nghĩ là vậy. Đây chúng ta sẽ đổi sang nhân vật ông em phát nhá. Khá là nhớ ông em đấy, cách có mấy chục phút. Rồi, xem nào. Cái này phải cộng kỹ năng liên tục à? Đây, ông này có 2 kỹ năng. Thế cộng vào cái nào đây? Mình nghĩ là nên cộng một cái đống máu này hơn. Này đánh kiểu mình chơi kiểu tạm cảm tính thôi. Ok, let's go. Và các bạn hãy nhớ là hãy comment xem là cái việc mặc trang phục có nên mặc hay không. Mình sẽ theo đám đông, mình sẽ làm theo. Các bạn mình mặc hay không cũng thế mà, nên là kiểu các bạn cảm thấy hài lòng thì mình cũng ok, còn mình mặc hay không thì cũng thế. Nếu mà giả dụ chơi kiểu theo ý mình thì mình cũng chỉ mặc rồi mình lại bỏ đi. Rồi, phải giết mấy thằng kiểu lính canh hay sao, và sau đó sẽ giải cứu cái bọn trẻ. Không được kích hoạt cái nhiệm vụ optional của chúng ta là không được kích hoạt cái báo động. Xem ngoài ông nào đây. Leader. Đây, thằng ngôn này. Rồi, giết thằng leader này sẽ khiến mấy cái thằng đệ tử nó sợ. Nó sẽ giảm cái tinh thần đi. Cái này chúng ta có nhiều bạn biết mà. Chắc mình cũng chẳng cần giải thích. Ok. Coi nào. Lính canh không có thì chú chạy kiểu gì đây? Intruder! There! Rồi. Xong chưa? Rồi, không báo động. May quá. Cứu. Rồi, được 3 đứa. Còn ông dưới này nữa. Đấy, còn một ông ở đây. Mày ngon thì mày vào đây. Nó đang đi đến đâu nhỉ? Cố gắng không để báo động xem nào. Chết. Rồi ngắt cái chuông phát. Đó, truyền thống của cái game này rồi. Ngắt cái chuông là hết báo động. Nhanh 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 nhanh. Chết. Còn mấy thằng? 1 2 à đâu. Ôi còn một đống. Một đống là một đống trẻ con phi thôi. Xong, 69. Nốt nào. Đoạn này đếch có đoạn nào thì trèo lên. Cay thế. Bắt buộc phải đi cầu thang. Ok. Đi đi các em, xong rồi. Xong. Đơn giản vậy. Ok. Xong chưa? Đủ 4 cái nhiệm vụ kia chưa? Rồi, Child Liberation nghĩa là sự tự do của bọn trẻ con. Ok. Gang War available. À, Gang War kiểu như là đánh bằng hội, đánh hội ấy, đánh nhau hội rồi bang các thứ. Ok, vậy là chúng ta chỉ còn cái nhiệm vụ này, Gang War. Thì mình nghĩ là mình sẽ gặp lại các bạn ở cái tập tiếp theo. Tập này mình nghĩ cũng đủ ở độ dài rồi. Và xin lỗi vì những cái đoạn mà FPS nó khá là thấp. Và mình cũng nhận được email từ Ubisoft báo là sắp tới sẽ có một bản patch và fix. Thì mình hy vọng là nó sẽ gọi là nó ngon. Mình thực sự hy vọng là như vậy, bởi vì mình muốn đem lại cho các bạn một cái cảm giác, một cái trải nghiệm khá là tốt, chứ không phải như gọi là nó khá là lag như bây giờ. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi và cảm ơn cái sự gọi là kiên nhẫn của các bạn. Cái điều đấy nó là tất cả để cho mình có thể có cái tinh thần để làm tiếp. Hãy mong chờ cái tập tiếp theo. Và hãy comment bên dưới xem là về cái việc trang phục mình có nên thay đổi hay không. Ok, cảm ơn bạn một lần nữa và chúng ta hãy gặp lại nhau ở tập sau.